Xin chào các bạn và các em. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu bài số 2 với chủ đề "Healthy Living" trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7 mới Global Success thuộc bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Các bạn và các em thân mến, để các bạn và các em có thêm các bài giảng tham khảo, chúng ta hãy tìm chương trình, chương trình mới Trung học cơ sở Trung học phổ thông trên trang YouTube. Hãy đăng ký và theo dõi. Trên kênh sẽ có các bài giảng thuộc các môn văn hóa cơ bản để chúng ta cùng tham khảo. Và bây giờ, chúng ta cùng quay trở lại với nội dung của bài học. Trong bài học này, chúng ta cùng tìm hiểu lesson 7, Listening and Writing, Healthy Habits. Chúng ta cùng thực hiện các nhiệm vụ sau đây. Nhiệm vụ số 1: Discard and tick the habits you think are good for your health. Nhiệm vụ số 2: Listen and tick the habits mentioned. Nhiệm vụ số 3: Listen again and answer the questions with no more than three words. Nhiệm vụ số 4: Discuss and make notes for the tips from listening then share them with the class. Nhiệm vụ số 5, discuss and brainstorm ideas. Nhiệm vụ số 6, write a passage of about 70 words to give advice on how to avoid viruses. Chúng ta cùng vào nhiệm vụ số 1. Discuss and tick the habits you think are good for your health. Hãy thảo luận và hãy đánh dấu vào cái sở thích mà bạn nghĩ rằng tốt cho sức khỏe của bạn. Sở thích số 1 Eat a lot of meat and cheese Ăn thật nhiều thịt và phô mai Số 2 Get 8 hours of sleep daily Ngủ 8 tiếng một ngày Số 3 Be active and exercise every day và trở nên năng động và tập thể dục hàng ngày Bây giờ chúng ta cùng thảo luận và cho nhau nói cho nhau biết là Vậy thì trong ba hoạt động này, hay trong ba cái sở thích này thì sở thích nào là sở thích chúng ta nghĩ rằng là nó tốt cho sức khỏe của bạn à, đây là một gợi ý I think get eight hours of sleep daily and be active and exercise every day are good habits for health theo tôi nghĩ thì ngủ 8 tiếng một ngày năng động và tập thể dục thường xuyên là các sở thích tốt cho sức khỏe chúng ta sang nhiệm vụ số 2 listen and take the habits mentioned hãy nghe và tích vào cái sở thích mà được đề cập đến trong bài nghe. Xin mời chúng ta cùng nghe và chú ý. Trước khi nghe, chúng ta hãy xem trong bài tập có những nội dung gì. Đó. Một, eating, ăn. Hai, traveling, đi chơi. Ba, exercising, tập thể dục. Bốn, sleeping, ngủ. Năm, cooking, nấu ăn. Sáu, cleaning, dọn dẹp nhà cửa. Mời chúng ta cùng nghe và chú ý vào những Mà được đề cập đến trong bài nghe. BRAC 12 Unit 2 Healthy Living Page 24 Skills 2 Listening Healthy Habits Activity 2 Listen and tick the habits mentioned Healthy Habits help us keep fit. And avoid disease. Here is some advice Eat more fruits and vegetables, especially colored ones like carrots and tomatoes. They provide a lot of vitamins. Eat meat, eggs, and cheese, but not too much. You may put on weight. Drink enough water, but not soft drinks. Be active and exercise every day. Do outdoor activities like cycling, swimming, or playing sports. They keep you fit. Go to bed early and get about eight hours of sleep daily so you will not feel tired. Keep your room tidy and clean. Open windows to let in fresh air and sunshine on fine days. Brack 12. Unit 2. Healthy Living. Page 24. Skills 2. Listening. Healthy Habits. Activity 2. Listen and tick the habits mentioned. Healthy Habits help us keep fit. And avoid disease. Here is some advice Eat more fruits and vegetables, especially colored ones like carrots and tomatoes. They provide a lot of vitamins. Eat meat, eggs, and cheese, but not too much. You may put on weight. Drink enough water, but not soft drinks. Be active and exercise every day. Outdoor activities like cycling, swimming, or playing sports they keep you fit. Go to bed early and get about eight hours of sleep daily so you will not feel tired. Keep your room tidy and clean. Open windows to let in fresh air and sunshine on fine days. À, chúng ta có thể nhận thấy, trong bài nghe chúng ta đã, đã được nghe những lời khuyên. Về... chế độ ăn uống eating chế độ tập thể dục exercising ngủ đủ 8 tiếng một ngày sleeping và giữ cho nhà cửa được sạch sẽ cleaning chúng ta sang nhiệm vụ số 3 listen again and answer the questions with no more than three words hãy nghe lại một lần nữa và trả lời câu hỏi không có câu trả lời nào hơn 3 chữ có nghĩa là mỗi một câu trả lời chúng ta có từ 1 cho đến 3 chữ bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu câu hỏi Câu hỏi số 1. What do healthy habits help you avoid? Sở thích nào mà giúp cho bạn có thể tránh được? Câu hỏi số 2. What do fruits and vegetables provide you with? Loại hoa quả và rau nào đã cung cấp cho bạn những thứ đó? Câu hỏi số 3. How many hours do you need to sleep a day? Bạn cần ngủ mấy giờ một ngày? Câu hỏi số 4. How should you keep your room? Bạn nên giữ cho phòng bạn như thế nào? answer. Brack 13. Unit two. Healthy living. Page 25. Skills two. Listening. Healthy habits. Activity three. Listen again and answer the questions with no more than three words. Healthy habits help us keep fit and avoid disease. Here is some advice Eat more fruits and vegetables, especially coloured ones like carrots and tomatoes. They provide a lot of vitamins. Eat meat, eggs, and cheese, but not too much. You may put on weight. Drink enough water, but not soft drinks. Be active and exercise every day. Do outdoor activities like cycling, swimming or playing sports. They keep you fit. Go to bed early and get about eight hours of sleep daily so you will not feel tired. Keep your room tidy and clean. Open windows to let in fresh air and sunshine on fine days. <coughs> Sau khi nghe hai lần đối với nhiệm vụ số 2 và nghe lần thứ ba với nhiệm vụ số 3 chúng ta có thể trả lời câu hỏi được rất dễ dàng, đúng không ạ? Với câu hỏi số một. Track 13. Unit 2. Đó là Healthy Living. Page 25. Skills 2. Listening. Healthy Habits. Activity 3. Listen again and answer the questions... With no more than three words. Healthy habits help us keep fit and avoid disease. Here is some advice Eat more fruits and vegetables, especially coloured ones like carrots and tomatoes. They provide a lot of vitamins. Eat meat, eggs, and cheese, but not too much. You may put on weight. Drink enough water, but not soft drinks. Be active and exercise every day. Do outdoor activities like cycling, swimming, or playing sports. They keep you fit. Go to bed early and get about eight hours of sleep daily so you will not feel tired. Keep your room tidy and clean. Open windows to let in fresh air and sunshine on fine days. Và chúng ta thấy là thông tin để trả lời câu hỏi rất là rõ ràng. Chúng ta sang nhiệm vụ số 4. Discuss and make notes of tips from listening. Then share them with the class. Hãy thảo luận và ghi lại tóm tắt trong phần những nội dung chính trong phần nghe. Sau đó chia sẻ lại với cả lớp. Thì chúng ta thấy là nếu như mà chúng ta có thể Um, nếu chúng ta nghe mà được nhiều thì chúng ta có thể là lấy được hết thông tin như thế này Và nếu không thì chúng ta sẽ kết hợp giữa uh, vận nhiệm vụ số 2 và nhiệm vụ số 3 Thì chúng ta sẽ thấy chúng ta có đủ các cái tip rồi Trong bài có được đề cập đến những vấn đề sau Eat more fruits and vegetables, especially color ones like carrots Eat meat, eggs and cheese, but not too much Drink enough water, but not short drinks Be active and exercise every day. Do other activities like cycling, swimming, or playing sports. Go to bed early and get enough hours, about 8 hours of sleep daily. Keep your room tidy and clean. Open windows to let the fresh air and sunshine on fine days. Và đây là toàn bộ những cái tip mà họ cho sẵn cho bài nghe. Được chưa? Nà nếu như mà chúng ta nghe không rõ và chúng ta nghe chưa được hết thì các em có thể tham khảo ở đây và nhớ ghi chép bài cho cẩn thận chúng ta sang phần tiếp theo đó là writing discuss and brainstorm idea hãy thảo luận và đưa ra các cái ý kiến covid 19 coronavirus disease 2019 chúng ta thấy là covid 19 là một trong những căn bệnh rất là nguy hiểm nó bắt đầu từ năm 2019 nó là một căn bệnh bị lây qua đường virus, lây qua đường hô hấp rất là trầm trọng. Ở đây là một số cái bức ảnh và có các thông tin gợi ý. Wear a smart, đeo khẩu trang. Exercise every day, tập thể dục hàng ngày. Avoid crowds, tránh tụ tập đông người. Wash your hands often, thường xuyên rửa tay. Keep your surrounds clean, hãy giữ cho xung quanh của mình thật là sạch sẽ và đây là một bức ảnh bác sĩ maybe see the doctor gặp bác sĩ. Thế thì uh, khi mà bạn muốn đưa ra lời khuyên đối với uh, để phòng chống cái bệnh uh, Covid-19 thì chúng ta chỉ cần thêm you should trước các cái chủ chắc trước các cái câu này là được. you should wear a mask. You should exercise every day. You should avoid crowds. You should wash your hands often. You should keep your surroundings clean. Chúng ta có thể dùng should, can, vân vân. Ngoài ra chúng ta có thể thêm vào you can eat more fruits and vegetables and exercise, vân vân. Tất cả những cái đó đều là những cái tip hay nói cái khác là cái cách để đưa ra gợi ý để cho chúng ta có thể phòng chống bệnh COVID-19. Nhiệm vụ số 6 Write a passage about 70 words to give advice on how to avoid viruses. Hãy viết một đoạn văn gồm có 70 chữ để đưa ra lời khuyên làm thế nào để tránh được uh, bệnh lây truyền qua đường virus. Thế thì chúng ta thấy là uh, chúng ta chỉ cần viết các cái câu mà 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 chúng ta vừa trả lời. Ví dụ như là ở đây này, uh, you should wear a mask. Đây ạ. wear a mask, you should exercise every day, you should avoid crowds. You should wash your hands often. You should keep your surrounding clean. If it gets serious, you should see the doctor. Các bạn có thể dùng cấu trúc I, you should hoặc you can. Nhưng phần mở đầu là phần gợi ý, phần mở đầu bắt buộc phải có. Khi viết một về một vấn đề gì đó thì chúng ta đều phải đề cập đến câu đó ở câu đầu tiên. Hay người ta gọi còn đây là topic sentence. Viruses can cause many diseases. Here are some tips how to avoid virus. Đây ạ, how to avoid virus. Đấy, đúng ạ? Virus có thể gây ra rất nhiều bệnh và đây là một vài cái um, tip hay là một vài cái 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 um, lời khuyên để chúng ta tránh khỏi virus. Thế và chúng ta có thể nhìn vào các bức tranh, chúng ta chỉ thêm you should, you can là chúng ta có thể được uh, viết được thành câu và khi đó thì chúng ta thấy là chúng ta có thể hoàn thành được bài văn một cách dễ dàng chúng ta vừa mới hoàn thành xong uh, kỹ năng số 2 đó là phần nghe và phần viết hẹn gặp lại các bạn và các em ở những bài học sau